góp phần hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trong khu vực và trên thế giới. Chính phủ Việt Nam đã quyết định viện trợ khẩu trang cùng các trang thiết bị y tế khác, bao gồm quần áo bảo hộ, hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm COVID-19 cho chính phủ Lào và Campuchia. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines được giao nhiệm vụ hỗ trợ vận chuyển các trang thiết bị y tế này đến Lào, Campuchia trong thời gian sớm nhất. Việt Nam Airlines vừa thực hiện vận chuyển 100.000 chiếc khẩu trang cùng các thiết bị y tế khác bao gồm quần áo, bảo hộ, hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm dịch COVID-19 do Chính phủ và Nhân dân Việt Nam viện trợ, Chính phủ và Nhân dân Lào. Số hàng hóa này được Việt Nam Airlines đưa từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, sau đó từ Hà Nội vận chuyển đến Viêng Chăng vào tối ngày 3 tháng 4 vừa qua. Việt Nam Airlines đồng thời cũng vận chuyển trang thiết bị y tế của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Chính phủ và Nhân dân Campuchia từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 4 tháng 4. Sau đó, lô hàng viện trợ này sẽ được chuyển đến Campuchia bằng đường bộ.